Paulo mắt chăm chỉ trên tòa công luận nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay, nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là Anania biểu mấy kẻ đứng gần Phaolô vả miệng người. Phaolô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể là luật pháp biểu người đánh tôi. Kẻ đứng đó nói rằng: Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao? Phaolô trả lời rằng: Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm, chỉ có chép rằng chớ sỉ nhục người cai trị dân mình. Phaolô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-xê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si, ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. Người vừa nói xong như vậy, sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-xê, và hội đồng chia phe ra. Vì chưng người Sa-đu-xê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên, có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người này có điều ác gì, nào ai biết chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người. Vì sự rối loạn càng thêm quản cơ Phaolô bị chúng phân thay chăng, nên truyền quân kéo xuống đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy dục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thể nào thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thể ấy. Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phaolô. Có hơn 40 người đã lập mưu đó, họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng: Chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phaolô. Vậy bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa. Còn chúng tôi sửa soạn sẵn để khi nó chưa đến đây thì giết đi. Nhưng có con trai của chị Phaolô biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn vào nói trước cho Phaolô. Phaolô bèn gọi một đội trưởng mà nói rằng: Hãy đem gã trai trẻ này đến cùng quan quản cơ, chàng có việc muốn báo tin. Vậy đội trưởng đem chàng đi dẫn đến nhà quản cơ và thưa rằng: Tên tù Phaolô có gọi tôi biểu đem gã trai trẻ này đến cùng quan, chàng có việc muốn nói. Quản cơ nắm tay người trai trẻ, kéo xe ra hỏi rằng: Ngươi có việc gì báo tin cùng ta? Thưa rằng: Người Giu-đa đã định xin quan đến ngày mai bắt Phaolô đứng trước tòa công luận, như là họ muốn tra xét việc của người cho kỹ càng hơn, nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn 40 người trong họ lập kế hại Phaolô đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người. Hiện bây giờ họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. Quản cơ cho gã trai trẻ ấy về, cấm không cho nói với ai về điều người đã tỏ ra cùng mình. Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn 200 quân, 70 lính kỵ, 200 lính cầm giáo, đặng đi đến thành Cesare, lại cũng phải sắm ngựa nữa, để đưa Phaolô vô sự đến nơi quan tổng đốc Felix. Người lại viết cho quan đó một bức thơ như sau này: Cơlốt Lycia, chúc bình an cho quan lớn tổng đốc Philip. Dân Giu-đa đã bắt người này, tôi giết đi khi tôi đã đem quân đến thình lình mà cướp người ra khỏi, vì đã nghe người là quốc dân Roma. Bởi tôi muốn biết vì cớ nào họ cáo người nên giải người đến tòa công luận. Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả. Xong tôi có nghe người ta tính kế hại người này, nên lập tức sai người đến nơi quan và cũng cho các kẻ cáo người biết rằng phải đến trước mặt quan mà đối nại. Vậy, quân lính đem Phaolô đi theo như mạng lệnh mình đã lãnh và đứng ban đêm, điều đến thành Antipatri. Sáng ngày, lính kỵ đi với người, còn quân khác trở về đồn. Những người này tới thành
Cesare đưa thơ cho quan tổng đốc và đem nộp Phaolô. Quan tổng đốc đọc thơ rồi bèn hỏi Phaolô vốn ở tỉnh nào, vừa biết người quê tỉnh Cilicia thì rằng lúc nào bọn nguyên cáo đến đây ta sẽ nghe ngươi. Đoạn truyền giữ Phaolô lại trong nơi công đàn Herod.